Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Sunchaser RM Media, mình là Joe Huỳnh. Để tiếp nối series đánh giá 7, thì trong bài đánh giá hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm về một Lancer 5 sao có thể nói là 5-9 BL đầu tiên của nhân loại, Enkidu. Chắc hẳn rất nhiều Master đã biết về thân thế của Enkidu rồi, cho nên mình chỉ nói một chút ít cho các Master mới vào để biết thêm chi tiết. Trong video về Gilgamesh thì mình cũng đã nói về tác phẩm đầu tiên của nhân loại, The Epic of Gilgamesh, thì Enkidu cũng chính là một nhân vật trong tác phẩm đó. Gilgamesh vốn dĩ là một vị vua sáng suốt, nhưng tàn bạo và thậm chí là không có chút nể nang nào đối với thần thánh. Vì thế để trừng phạt Gilgamesh, thần mới tạo ra một thứ vũ khí từ bùn đất mang tên là Enkidu. Nhiệm vụ duy nhất của Enkidu chính là tiêu diệt Gilgamesh. Nhưng sau khi bị cậu dài đánh bại, thì cục đất lại trở thành bạn tri kỷ của hoàng thượng. Và từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau ở Uruk. Cục đất giúp cho hoàng thượng trở thành vị vua anh minh hơn và một người có sống có tình hơn. Cho đến khi con mắm Ishtar thả Bull of Heaven để tiêu diệt cả hai. Tuy là Gilgamesh thắng được Bull of Heaven nhờ sự trợ giúp của Enkidu, nhưng khi thế tạo hóa của mình đi quá xa mục đích nguyên gốc, Enkidu đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Quá đau lòng trước cái chết của tri kỷ, hoàng thượng đã một mình xuống âm giới để tìm gặp người xưa và nhận ra rằng dù mang trong mình phần lớn dòng máu của thần, nhưng Gilgamesh vẫn là một con người. Và thế là hoàng thượng đã tiếp tục lên đường để tìm ra cỏ trường sinh để trở thành bất tử, nhưng cũng đã thất bại. Để biết thêm nhiều thông tin hơn, thì nếu các Master nào thích văn học thì có thể nghiên cứu về tác phẩm The Epic of Gilgamesh. Trở lại bài đánh giá, đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua những thông số cơ bản của Enkidu trước. Enkidu có max máu là 15.300 và max tấn công là 10.780. Nếu so sánh cùng các Servant 5 sao nói chung và các Lancer 5 sao nói riêng, thì Enkidu có lượng máu cao ngất ngưỡng và đang đứng trong hàng ngũ top 10 Servant có lượng máu cao nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng với tấn công nằm ở mức trung bình yếu, Enkidu có một bộ skill cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu lẫn phòng ngự. Với skill thứ nhất là skill anti của Enkidu, Transfiguration rank A, tăng sức mạnh thẻ Buster trong một lượt từ 30-50%. Ngoài ra skill này còn tăng thêm từ 30-50% sức mạnh thẻ khuyết hoặc art trong một lượt đó, và hồi skill là từ 7-5 lượt. Skill thứ hai là Present Detection rank A cộng, giảm khả năng gây bạo kích của một mục tiêu trong 3 lượt từ 30-50% và xóa né tránh của mục tiêu đó. Các Master có thể làm nhiệm vụ nâng cấp skill này để trở thành Present Detection rank A cộng cộng, vẫn giữ nguyên tất cả các buff nhưng có thêm cái né tránh một lượt. Hồi skill cũng là 7-5 lượt. Và skill thứ ba là Consumative Shape rank A, xóa debuff cho bản thân với hồi máu từ 5.000-10.000. Hồi skill là từ 12-10 lượt tùy theo level. Enkidu chỉ có một skill bị động duy nhất, Magic Resistance rank A, tăng khả năng kháng phép bản thân lên 20%. Noble Vitalism của Enkidu là Enuma Elish, tùy theo overcharge mà giảm phòng ngự một mục tiêu từ 20-40% trong 3 lượt trước khi gã sát thương 600-1000% tùy theo MP level, và có 500% khả năng stun nếu mục tiêu đó có trail thần tính. 2 năm nữa thì cái MP này sẽ được nâng cấp, giảm phòng ngự mục tiêu từ 30-50% trong 3 lượt trước khi gây 800-1200% sát thương. Vẫn giữ nguyên các khả năng stun thần tính, nhưng có thêm 200% sát thương là mục tiêu của Trade Threat to Humanity. Enkidu có một bộ deck thuần khuyết với khuyết Art Buster. Thẻ khuyết đánh 4 hit, thẻ Art đánh 5 hit và thẻ Buster đánh 1 hit. Khi vào Ray Chain thì thẻ EX sẽ đánh 6 hit. Enkidu có tỷ lệ xài MP là 0.53% và tỷ lệ tạo sao là 12%. Do là Class Lancer nên Enkidu có tỷ lệ hút sao là 90%. Từ đó chúng ta có thể thấy tỷ lệ xài MP cơ bản của Enkidu nằm ở mức trung bình, tuy chỉ có một thẻ Art, nhưng do thẻ Art đánh 5 hit, còn tỷ lệ tạo sao là khá cao với 3 tay khuyết và thể nào cũng đánh 4 hit. Từ truyền thuyết cho tới bộ deck, Enkidu xuất hiện như một Assassin, nhưng lại nằm trong Class Lancer. Enkidu có khá nhiều điểm tương đồng với Jack, từ bộ skill cho tới lối chơi. Tuy rằng khả năng hồi MP bằng thẻ khuyết của Enkidu không thể nào so sánh được với Jack, nhưng cũng có thể nói là 70. Jack là một trong những servant tốt nhất của Class Assassin, mà Enkidu lại được so sánh như vậy thì các bạn đã thấy được tiềm năng của cục đất này rồi. Từ các thông số cơ bản các bạn có thể thấy được, Enkidu là một Lancer đổ boss, Allrounder. Nếu bạn nào đã từng xem về Musashi và Tomoe thì đã biết về Allrounder. Nhưng nếu bạn nào chưa thì mình cũng xin được giải thích thêm. Allrounder là những servant toàn diện cho mọi mặt, vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng thủ, vừa có thể tạo ra lợi thế cho bản thân, chẳng hạn như là việc tạo sao hay là sạc MP. Enkidu có một bộ skill kết nối cực kỳ chặt chẽ với nhau để bù lại cho khoảng tấn công nằm ở mức trung bình yếu của mình. Với skill thứ nhất là skill ăn tiền của Enkidu, tăng sức mạnh thẻ Buster lên 50% trong một lượt khi max. Ngoài ra còn buff thêm thẻ khuyết hoặc á thêm 50% nữa. Đây là một skill khá rắc rối để có thể vận hành đúng cách. Cái buff 50% Buster là phần chắc chắn, nhưng cái buff phụ là Arc hoặc Quick là 50-50. Nên cái này rất phụ thuộc vào sự may mắn của bạn. Cho nên đa phần, skill này chỉ được sử dụng như là Mana Burst trước khi bắn MP. Còn nếu bạn nào may mắn có được cái buff thẻ mà bạn cần để vào Rage Hand thì sát thương của Enkidu sẽ được tăng vượt trội. Skill thứ hai trước khi nâng cấp là một skill tương đối vô dụng của Enkidu, giảm khả năng gây bạo kích của một mục tiêu và xóa né tránh của mục tiêu đó. Nhưng sau khi làm nhiệm vụ nâng cấp thì cái skill đó biến Enkidu trở thành một Allrounder hoàn thiện với khả năng né tránh một lượt. Để băng tiền của skill né tránh này chính là chỗ hồi skill chỉ có 5 lượt so với các skill phòng ngự tuyệt đối khác, thường là 6 lượt. Nhưng điểm đáng tiếc của skill này là thay vì nó xóa luôn buff của đối thủ như là Jack thì nó chỉ xóa được né tránh, mà phần lớn các trận đấu các bạn sẽ đánh với Archer. Và skill cuối cùng Consumative Shape rank A
có thể nói là khiến Andrew trở thành một Seven solo hoàn hảo với khả năng xóa debuff bản thân và hồi tới 10.000 máu. Đây là skill hồi máu cao nhất trong game cho tới thời điểm này. Cho nên khi dùng skill này, Andrew có thể hồi một phát 2/3 cây máu của bản thân. Vấn đề duy nhất của skill này chính là chỗ hồi skill, khi max skill này vẫn còn hồi tới 10 lượt. Andrew còn được biết tới với cái tên khác là Chains of Heaven, dịch ra là gia sức thần thánh, và điều đó được phô diễn bằng cái Noble Phantasm của Andrew, xích chói thần. Để bù lại cho sức tấn công cơ bản yếu, thì cái NP của Andrew giảm phòng ngự mục tiêu từ 20-40% cho 3 lượt tùy theo overcharge trước khi gây sát thương, và kèm theo cái buff Buster từ skill thứ nhất nữa, thì coi như sát thương NP của Andrew được cải thiện rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn thua vị trí của Skaha với Rehilda, thậm chí là Tama khi MP 5, nhưng phần ăn tiền của Andrew nằm ở chỗ cái stun đi cùng NP. Nếu Skaha có cái stun mục tiêu, thì Andrew cũng có, nhưng cái stun của Andrew chỉ áp dụng đối với mục tiêu là thần tính, mà số lượng mục tiêu của thần tính cũng không ít, cho nên phần lớn cái stun này hoạt động cực kỳ hiệu quả. 2 năm nữa thì Noble Phantasm của Andrew được nâng cấp, và có thể nói cái nâng cấp này khiến cho cục đất có thể sánh ngang với Rehilda hoặc là Skaha. Thay vì giảm phòng ngự từ 20-40% trước khi gây sát thương, cái buff này được nâng lên từ 30-50% trong 3 lượt tùy theo overcharge. Ngoài ra còn tăng thêm sát thương NP lên tới 200%. Lúc này Andrew có thể gây sát thương từ 800-1200% sát thương tùy theo NP level. Vẫn giữ nguyên cái stun, nhưng có thêm một cái buff phụ mới, tăng thêm 200% sát thương nếu mục tiêu có cái trait Threat to Humanity. Tuy đây là trait không có nhiều quái hoặc boss có, nhưng vẫn là một phần quan trọng để Andrew có nâng cao sát thương của mình. Và nếu bạn để ý kỹ, phần lớn mục tiêu có cái trait Threat to Humanity có kèm theo thần tính, cho nên bạn có thể vừa stun vừa có thể gây sát thương lên mục tiêu đó. Điểm đáng sợ hơn Enkidu là khả năng sạc NP, nhưng ở điểm này đôi khi cũng tùy thuộc vào may mắn của bạn. Enkidu của tuy là có một thẻ arc, nhưng thẻ arc này đánh tới 5 hit, cho nên nếu dùng combo arc quick thì Enkidu có thể hò lại ít nhất là 45% các NP. Đây là một lợi thế giúp cho Enkidu có thể dễ dàng tung ra NP nhiều hơn nữa. Cho dù là một all round đều hoàn hảo thì Enkidu cũng có một số điểm yếu nhất định, không phải là quá lớn nhưng cũng rất cần được chú ý tới. Phần đầu tiên chính là chỗ sát thương. Do sức tấn công cơ bản khá thấp, nếu không có Servant hỗ trợ hoặc CE thì sát thương từ cái thẻ thông thường không đủ mạnh để có thể hạ quái. Cũng giống như Musashi, cả bộ skill của Enkidu chỉ có hiệu lực trong một lượt, nhưng thời gian hồi là 5 lượt, trừ skill thứ 3 là tới 10 lượt. Cho nên nếu tính toán chật nhịp thì coi như 7 luôn trận. Và điểm yếu cuối cùng chính là phần quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới sự cơ động của Enkidu, khả năng hút sao. Vì là Class Lancer nên tỷ lệ hút sao của Enkidu tuy cao nhưng không chắc chắn và rất dễ bị chia sao với các Servant support. Do có 3 thẻ khuyết nên khả năng tạo sao của Enkidu được rất tốt, nhưng nếu không có cách để hút sao để gây bạo kích thì sát thương thông thường của Enkidu là khá yếu. Để hoàn thiện Enkidu thì trình tự nâng skill cũng không quá khó. Max trước Transfiguration để nâng tầm cho sức mạnh, sau đó tới Present Detection để hồi skill né tránh, và Consumative Shade có thể để ở level 6 cũng được nếu chưa đủ nguyên liệu. Cho nên trong rất nhiều mặt trận, Enkidu thường đứng ở vị trí sát thương chính và được xây dựng đội hình xung quanh. Hoặc giống như Inshun, một số Master có thể dùng Enkidu đi solo. Đây có thể nói là cách tốt nhất để Enkidu phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình. Còn lựa chọn thứ 3 là dùng Enkidu như một máy tạo sao. Lựa chọn an toàn nhất đối với mình thì vẫn luôn dùng Enkidu như một sát thương chính để đấu boss với Enkidu, Merlin và một support phụ. Các bạn lưu ý phần này, Enkidu là một dancer có thể nói là rất kén support, vì ngoài Merlin và Lượng ra thì do bộ deck có phần lạc lối nên chỉ có thể dùng những support thuần sát thương để tăng cao sức mạnh thông thường. Mà Enkidu lại không có giới tính nên sẽ không thể đi cục với những servant có buff hỗ trợ dựa theo giới tính như là Liz Lancer hay là Matt, cho nên chỉ có thể dùng những servant buff thuần tấn công như là Nerubri hoặc Caster, Helena, Hans hoặc là Shuten. Hoặc có thể nâng cao sức mạnh NP với những support hỗ trợ Buster như là Y tá trưởng, Leonidas hoặc là Shakespeare. Neorai đặc biệt là một servant hỗ trợ toàn bộ những thứ mà Enkidu cần, từ sát thương cho tới hồi NP. Hoặc nếu muốn đi team bảo kích thì sau này có thể đi cùng với Rehilda. Đây có thể nói là team cơ động nhất, vì cả Enkidu và Brin đều có thể hỗ trợ lẫn nhau và thay nhau làm sát thương chính. Enkidu còn có thể là một máy tạo sao khá ổn định và châu bò khi đi cùng với May Alter hoặc là Mama Lancer. Bản thân mình thì thích đi cùng với May Alter hơn vì khả năng tận dụng toàn bộ lợi thế của Enkidu. Còn Mama Lancer thì có thể dùng skill để hút sao từ khả năng tạo sao của Enkidu và gây bạo kích. Ngoài ra còn có thể thay phiên nhau làm sát thương chính. Khi đạt bond 10 với Enkidu, bạn sẽ nhận được CE's Humbaba Flower, hồi máu cho cả team 500 máu mỗi lượt. Đây là một CE khá vô dụng trong thực chiến, bởi vì từ lúc Camelot có con quái nào còn đánh 500 điểm sát thương nữa đâu. Nhưng đây là một CE mang nhiều kỷ niệm đối với hoàng thượng và cục đất, bởi vì CE này nói về một con quái vật mà cả hai đều từng là bạn, Humbaba. Nhưng đó là một câu chuyện cho video khác. Để hoàn thiện trong nhiều mặt trận thì các master có thể trang bị những CE theo nhiều chiến thuật khác nhau. Nếu đánh nhanh gút gọn thì hãy chọn những CE tăng sức mạnh NP, sức mạnh thẻ Buster hoặc là sức mạnh thông thường với Golden Sumo, Arrow Drive, Halloween Princess hoặc Rido G Temple. Để đi support thì chọn những CE có khả năng tạo sao cho Enkidu với Seaside Luxury, Be Elegant, Fortress of the Sun, Beast on the Moon hoặc Spell Tomb. Nếu chọn chiến thuật lấy bảo kích làm trọng tâm thì không cần phải mang thêm Rehilda mà có thể dùng Conversation là Hot Sand. Còn lựa chọn cuối cùng là để test nhân phẩm với Necromancy khi đi solo. Tổng kết lại với Enkidu,
Cục đất là một dancer 5 sao all-rounder chuyên đấu boss với cái MP Buster giảm phòng ngự trước khi gây sát thương. Sở hữu một skill hồi máu khủng nhất trong game đi kèm với cái xóa đầy buff và cái skill né tránh hồi trong 5 lượt. Và skill tăng sát thương Buster lên 50% kèm 50% arc hoặc quyết nữa, khiến sát thương thực chiến của Enkidu trở nên đáng sợ hơn hết. Nhưng phần ăn tiền của Enkidu ngoài sát thương ra còn là stun mục tiêu có thần tính. Tuy nhiên bộ deck không đồng bộ với cách chiến đấu, phần nào ảnh hưởng trực tiếp với khả năng cơ động của Enkidu, và sát thương thông thường sẽ rất yếu nếu không có Servant hỗ trợ. Cho nên điểm số cuối cùng mình có thể dành cho Enkidu là A. Sau này được nâng cấp NP thì Enkidu sẽ được nâng lên trở thành A+. Tuy có phần hơi khó để sử dụng toàn bộ tiềm năng của Enkidu, nhưng mà cục đất vẫn đang và sẽ là một top lancer khi càng về sau game. Và đó cũng là bài đánh giá của mình dành cho vũ khí diệt thần Enkidu, chi kỷ của hoàng thượng. Trong bài đánh giá tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một quick save realm mà một vài master đã đặt gạch khá lâu trước đây, Okita Soji. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hãy like, share và subscribe để channel luôn được phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.